ơi, cái mùa này bông lúa chỗ cái này ha, chuột nó ăn vô cái đồ ú ù, bắt vài con về chiên nhậu với tía mười cái tới nách luôn. Bà Đức, gì mày làm vậy? Xuống đây đào chuột tía tao ơi. Ê, ra qua đây nè. Không có chuột gì hết á. Mày ở không với mày đi đào chuột hả? Chứ không phải mày bận đi nhiều chuyện kể chuyện người này người kia hả? Cái gì vậy? Chứ không phải mày đi kể cái chuyện mà tao lập tài khoản ngân hàng chung với em gạo cho mấy em trong xóm mình nghe hả? Trời ơi, tao vui miệng kể cho qua đường vậy thôi. Sao tụi nó nhớ dai dữ vậy? Vui cũng mắc mày chỉ vui. Ông trai gì mà miệng mồm thầy lai hả? Mày có biết mấy em đó ở sát vách nhà Nam Gạo không? Chết rồi. Vậy là khả năng tụi nó nói với tía má Nam Gạo cái vụ mà mày với Nam Gạo lập cái quỹ ngân hàng riêng. Không được, tao phải qua xử tụi nó. Đứng lại. Mày không có được làm gì hết trơn á. Không có được tiếp xúc, nói chuyện, la rầy, chửi bới gì mấy em đó biết chưa? Sao vậy? Tại vì sau này Nam Gạo về đây mở tiệm làm tóc, làm móng, nối mi đồ, thì mấy em đó sẽ là khách hàng của Nam Gạo. Mà mày phải biết một nguyên tắc, không bao giờ được chửi khách hàng, biết chưa? À, trời ơi, chút xíu nữa tao làm ảnh hưởng tới kinh doanh, kinh tế, gia đình của mày với Nam Gạo rồi. Chứ làm sao? Ai á, không có đầu chuột gì hết trơn á, về ăn năn sám hối đi. Cầu sao cho mấy em nó đừng có kể cái chuyện tài khoản của tụi tao cho tí má Nam Gạo biết. Ôi, tao có cách rồi. Gì? Ở trên xã nè, đang có cái đoàn hội chợ lô tô. Chiều nay tao sẽ rủ mấy em đó lên trển bao ăn chè. Chắc chắn tụi nó sẽ không nói nữa. Tao cũng không cần biết. Không có biết là mày chơi lô tô, mày chơi quýnh cờ hay chè cháo gì chân á. Mày tự chịu trách nhiệm với cái chuyện mày làm đi. Tao không liên quan, tao không có đi đâu. Ôi, rồi mày không đi với tao hả? Không. Ôi, sao mày không đi với tao? Mày đẹp trai, tụi nó mê mày. Cái chuyện tao đẹp trai tao tự biết mà. Nhưng mà tao có nguyên tắc của tao. Một khi đã có người yêu rồi thì không bao giờ đi chơi với gái lạ. Ủa, mấy thằng đẹp trai chung tình thương người yêu chết hết rồi, sao mày chưa chết? Bà Linh, bà Linh, bà Linh. Anh Xui à, anh Xui. Ủa, chuyện gì anh Xui? Anh hay tin gì chưa? Tụi đang coi nè mà nhiều tin quá, không biết tin gì. Thì đó, ngân hàng tăng đột biến luôn. Lãi suất á, tăng tới 2% luôn. Ủa, bộ anh Xui có gửi tiền ngân hàng hả? Không có, tôi coi giùm Trèo. Viên tèo ngon rồi. Đó, bởi vậy. Trời trời, kiểu này chắc phải mua thuốc trợ tim uống quá. Hồi hộp còn chết vậy. Ai biểu anh? Cái gì anh cũng đi nói. Tại lúc đó lỡ hẹn thề vui quá, với một lúc bốc đồng hưng phấn, khoe chút đỉnh vậy. Giờ nghĩ lại run gần chết vậy. Kiểu này chắc mới có tiền chút đỉnh rồi cái đem đi khoe người này người kia nè.